Tiếp theo chúng ta cùng đến với chuyên mục Cẩm nang sống khỏe. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng máy điện giải nước Ion Kiềm Panasonic và Thế Giới Điện Giải. Thưa quý vị, vấn nạn ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay cùng với lối sống công nghiệp, lười vận động, stress do áp lực, chế độ sinh hoạt ăn uống thiếu khoa học, ăn ít rau xanh, ăn nhiều thực phẩm có tính axit cao như đồ ăn nhanh, đồ chiên nướng, nước ngọt có ga khiến nhiều người ở các thành phố lớn mắc các chứng bệnh như là trào ngược dạ dày, táo bón hay là trĩ. Gần đây thì người ta cũng thấy trên thị trường xuất hiện nhiều loại máy điện giải tạo nước ion kiềm, loại nước đã được nghiên cứu và chế tạo thành công trong khoảng những năm 40 của thế kỷ trước bởi các nhà khoa học Nhật Bản, có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến tiêu hóa và đường ruột. Và để giúp quý thính giả có thể hiểu rõ hơn về máy điện giải tạo nước đa năng thì trong chuyên mục Cẩm nang sống khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với ông Lê Đức Phú, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nước ion kiềm, chuyên gia về nước điện giải ion kiềm hàng đầu Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ người dân cao nhất thế giới trong hàng thế kỷ qua. Bí quyết cực kỳ quan trọng giúp người Nhật trường thọ và khỏe mạnh đó là uống nước điện giải ion kiềm mỗi ngày. Nguồn nước ion kiềm quý giá này là thành quả khoa học vĩ đại của các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản suốt hàng thập kỷ. Năm 1965, Bộ Y tế Nhật ra thông cáo dược phẩm số 763 khuyến khích người dân sử dụng nước điện giải ion kiềm để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Nước ion kiềm góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, gút, cao huyết áp, đau dạ dày, viêm đại tràng và nhiều bệnh khác. Thế giới điện giải tiên phong mang đến nhiều giải pháp công nghệ nước ion kiềm tiên tiến để bảo vệ sức khỏe người Việt. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Panasonic là tập đoàn điện tử quốc tế với hơn 100 năm tuổi, cam kết mang đến chất lượng nước uống chuẩn Nhật Bản. Thế giới điện giải phân phối chính hãng máy điện giải tạo nước ion kiềm Panasonic tại hệ thống showroom khắp 3 miền, hotline 0909 192 102, website thegioidiengiai.com. Xin chào ông Lê Đức Phú ạ. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý thính giả đang xem chương trình. Thưa ông, các bà nội trợ đang truyền tay nhau rằng máy điện giải tạo ra được 7 loại nước quý hữu dụng như là nước uống tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, hỗ trợ điều trị bệnh, nước ngon để nấu ăn pha chế, nước uống để giải độc rượu bia, detox, nước uống thuốc tây pha sữa em bé, nước làm đẹp dưỡng da dưỡng tóc, nước khử khuẩn sát trùng hay nước rửa rau bóc tách thuốc trừ sâu. Là một chuyên gia trong lĩnh vực máy điện giải thì ông có thể chia sẻ cho quý thính giả những thông tin này có chính xác hay không, và máy điện giải nước thì khác gì với các máy lọc nước thông thường ạ? Trước tiên tôi sẽ giúp các bạn sẽ phân biệt giữa cái máy điện giải nước ion kiềm và cái máy lọc nước. Về cơ bản đầu tiên thì máy lọc nước sẽ giúp mình là sẽ làm ra được cái nước sạch. Thì hiện tại trên thị trường thì có các cái công nghệ lọc nước phổ biến như là RO, Nano. Còn đối với máy điện giải ion kiềm thì nó tạo ra cái nước uống tốt để mà bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Máy điện giải thì nó sẽ tạo ra từ 5 cho tới 7 cái loại nước với các cái cấp độ pH khác nhau. Máy điện giải nó vốn là một cái thiết bị y tế được sử dụng trong các cái bệnh viện Nhật Bản để hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh. Nước điện giải ion kiềm nó có cái tính kiềm tự nhiên vượt trội, pH của nó lên tới 9.5, nghĩa là nó tốt hơn rất nhiều so với các cái loại nước tạo kiềm nhân tạo khác. Ngoài ra thì nó còn có thêm ba cái đặc tính ưu việt khác nữa, đó là cái khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp mình chống lại cái quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị bệnh. Cái cấu trúc phân tử nước siêu nhỏ sẽ giúp mình là đào thải các cái độc tố nhanh và giải độc rượu bia. Và một cái đặc tính nữa đó là nó giàu các cái vi khoáng tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Nhiều cái loại nước được tạo ra từ cái máy này thì nó sẽ hỗ trợ cái cuộc sống như thế nào? Thì đầu tiên tôi xin nhắc lại là cái máy này nó sẽ tạo ra từ 5 cho tới 7 cái loại nước tùy vào cái dòng máy. Thì ba cái loại nước đầu tiên và quan trọng đó là cái nước ion kiềm. Nó sẽ có 3 cấp độ. Thứ nhất là pH 8.5. Thứ hai là pH 9.5. Và thứ ba nữa là pH 9 chấm. Phù hợp với cái nhu cầu sức khỏe của mỗi người. Cái loại nước thứ tư đó là nước trung tính có pH bằng 7, thì cái loại nước này dùng để uống thuốc tây và pha sữa cho em bé. Cái loại nước thứ 5 là loại nước dùng để rửa rau củ quả, thì pH của nó từ 10 chấm cho tới 11.5, thì nó có khả năng bóc tách thuốc trừ sâu ở trên bề mặt của rau củ quả. Loại nước thứ 6 đó là nước sát trùng khử khuẩn, thì pH của nó 2.5 cho tới 3.5. Và cái loại nước thứ 7 đó là nước làm đẹp, tức là pH của nó từ 5.5 cho tới 6. Đây là cái loại nước mà chị em rất là thích.
Loại nước này giúp sẽ cân bằng pH và se khiết lỗ chân lông, và nó tương tự như các cái loại toner mà các chị em đang xài. Vâng, vậy ông có thể giải thích kỹ hơn về các loại nước uống của máy ion này không ạ? Và chúng tôi cũng thấy là trên các máy điện giải có tới 4 nút bấm để tạo nước uống. Vậy thì mình nên lựa chọn như thế nào với các mức như thế này để cho phù hợp ạ? Tùy theo cái nhu cầu của từng người mà mình sẽ lựa chọn cái loại nước uống cho phù hợp. Ví dụ như nước ion kiềm mà dùng để uống thì nó có 3 mức. Thì thường là trong cái tuần đầu tiên á, là mọi người thường sẽ chọn cái nước trung tính trước để uống cho cơ thể của mình bắt đầu nó giống như là khởi động để mà nó quen dần. Cái tuần thứ hai thì chúng ta sẽ chọn cái nước ion kiềm có cái độ pH là 8.5, là chúng ta bắt đầu uống vào nước ion kiềm này đó. Và cái tuần thứ ba chúng ta có thể nâng lên là đến 9 chấm. Tuần thứ tư trở đi thì chúng ta có thể là uống cái nước pH từ 9.5. Thì đó là cái nước uống hàng ngày mà chúng ta cần. Bây giờ là một câu hỏi của thính giả quan tâm đến chủ đề này. Đầu tiên là câu hỏi của anh Trần Trung Dũng ở Sóc Sơn, Hà Nội. Tại sao thuốc Tây thì mình cần phải uống nước trung tính ạ? Vâng, một câu hỏi này tôi tin rằng nhiều người cũng đang hỏi. Xin ông chia sẻ để giúp thính giả hiểu rõ thêm vì sao lại như vậy ạ? Thì thuốc Tây nó sẽ phát huy cái công dụng tốt nhất trong cái môi trường trung tính, đó là pH bằng 7, nghĩa là không có tính kiềm, không có tính axit. Còn một số các cái loại thuốc đông y hay thuốc nam hay là thực phẩm chức năng thì chúng ta sẽ kết hợp với cái nước điện giải ion kiềm có pH từ 8.5 cho tới 9.5 để phát huy cái công dụng tốt hơn. Thì nước trung tính có pH bằng 7, ngoài cái công dụng là để uống thuốc Tây thì chúng ta cũng có thể sử dụng để mà pha sữa cho em bé và chế biến các cái đồ ăn cho trẻ em. Ta không dùng nước điện giải ion kiềm cho các bé, bởi vì cái cơ thể của trẻ em á, thì cái tính kiềm của nó cao hơn người lớn, nên nó không cần bổ sung thêm cái tính kiềm trong cái giai đoạn mà sơ sinh cho đến 6 tuổi. Thì khi trẻ mà từ 6 tuổi trở lên thì chúng ta bắt đầu cho đi học và tiếp xúc với nhiều các cái yếu tố bên ngoài, các cái yếu tố gây hại, thì lúc đó chúng ta mới cần phải cho các bé uống cái nước ion kiềm để bổ sung cái tính kiềm. Vâng, còn với vấn đề làm đẹp của các chị em thì chúng tôi cũng đã có câu hỏi của chị Khánh An ở Hưng Yên. Rất mong ông có thể tư vấn giúp cho chị. Là phụ nữ, tôi rất quan tâm đến chuyện chăm sóc da và tôi nghe nói là máy điện giải có thể tạo ra nước làm đẹp. Vậy liệu rằng dùng nước này có thể thay thế được mỹ phẩm dưỡng da thường ngày không ạ? Đối với nước làm đẹp, pH là 5.5 từ máy điện giải, nó còn có một cái tên khác đó là nước ion axit. Thì cái loại nước này, cái công dụng của nó là để mà cân bằng cái pH cho da. Da chúng ta có cái lớp màng axit bảo vệ, đó là axit mentol, có cái độ pH dao động từ 4 chấm cho tới 6 chấm, thì trung bình nó là khoảng 5.5. Thì khi chúng ta dùng sữa rửa mặt để mà làm sạch da thì sẽ ảnh hưởng đến cái lớp màng axit này. Vì hầu hết các cái loại sữa rửa mặt thông thường thì nó có cái tính suốt, nên sau khi mà chúng ta rửa mặt xong thì chúng ta thường phải dùng toner, tức là nước hoa hồng, để mà cân bằng pH lại về cái mức là 5.5. Thì cái nước làm đẹp pH 5.5 từ máy điện giải ion kiềm thì nó có cái công dụng tương tự như các cái loại toner. Ngoài ra thì cái nước làm đẹp pH 5.5 này nó sẽ giúp se khít lỗ chân lông, nó cung cấp cái độ ẩm nhanh cho da nhờ cái cấu trúc phân tử nước siêu nhỏ. Thì các chị em có thể dùng cái nước pH 5.5 này để làm đẹp mỗi ngày. Tiếp theo là câu hỏi của chị Mai Trang. Xin chào chương trình, tôi có nghe chia sẻ về nước ion kiềm mạnh để rửa rau và tôi rất là thích loại nước này vì tôi rất là quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy xin chuyên mục có thể hướng dẫn kỹ hơn về quy trình rửa rau củ quả được không ạ? Thì cái nước điện giải ion kiềm nó có cái pH từ 8.5 cho tới 9.5, thì nó dùng để bảo vệ sức khỏe hàng ngày. Còn đối với cái nước ion kiềm mà có cái pH từ 10 chấm cho tới 11.5 thì nó sẽ giúp rửa rau, củ quả. Cái loại nước này đặc biệt là chúng ta không có dùng để uống. Khi cái độ pH mà từ 10 trở lên thì chúng ta gọi nó là nước có tính kiềm mạnh. Thì cái độ pH càng cao thì cái khả năng mà rửa sạch nó càng tốt. Hiện nay thì cái mức kiềm mạnh nhất của các cái máy điện giải đang tạo ra thì nó khoảng là 11 chấm cho tới 11.5.
Thì khi mà rửa bằng cái nước ion kiềm mạnh này, đây là một cái phương pháp rửa rau tự nhiên và an toàn, không dùng bất cứ một cái loại hóa chất nào khác. Và cái phương pháp này thì đã được người Nhật người ta sử dụng gần nửa cái thế kỷ qua. Và thưa chuyên gia, có một thính giả cũng quan tâm rằng vì sao nước ion axit mạnh lại có khả năng cầm máu vết thương. Về vấn đề này thì ông có thể chia sẻ kỹ hơn để thính giả được hiểu không ạ? Cái quá trình điện phân thì ở cực âm sẽ tạo ra cái nước ion kiềm và khí hydro. Ở cực dương thì nó sẽ tạo ra cái nước ion axit và khí oxy. Nước ion axit mạnh có cái pH là 2.5 cho tới 3. Thì trong cái nước ion axit mạnh này có rất nhiều oxy hoạt tính. Vì vậy là nó có cái tính oxy hóa rất là mạnh. Nó giúp các cái vết thương của mình là mau khô. Nhờ đó là cái khả năng mà cầm máu được vết thương rất là nhanh. Thì cái nước ion axit nó có cái công dụng khử khuẩn sát trùng. Như chúng ta dùng các cái dung dịch mà rửa tay khô hay là ancol. Thì nước ion axit nó hoàn toàn tự nhiên và nó an toàn với trẻ nhỏ. Có thể dùng để mà vệ sinh đồ chơi cho trẻ em. Ngoài ra thì cái nước ion axit này nó có cái độ pH là 2.5 thì nó có thể dùng để mà hỗ trợ điều trị một số các cái bệnh ngoài da, như là những người mà bị vẩy nến chồm hay là rửa các cái vết thương lở loét của những người mà bị bệnh tiểu đường. Thưa ông, làm thế nào để chọn mua được máy điện giải tốt với giá cả hợp lý ạ? Hiện nay ở thị trường máy điện giải Việt Nam thì đang nở rộ rất là nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì cái máy điện giải ion kiềm nó là một cái thiết bị chăm sóc sức khỏe có giá trị cao và thời gian sử dụng tầm 15 cho tới 25 năm. Chúng ta cần bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ. Vì vậy tôi khuyên các bạn phải cân nhắc rất là kỹ. Thì để mua được một cái máy điện giải chất lượng tốt thì bạn nên chọn mua các cái máy điện giải của hai cái quốc gia. Một là Nhật Bản, hai là Hàn Quốc. Bởi vì Nhật là cái nơi mà cái nôi khai sinh ra cái máy điện giải ion kiềm. Hàn Quốc là cái nước đi sau nhưng mà cũng kế thừa gần như là hoàn hảo. Cái thứ hai là các bạn nên chọn các cái thương hiệu uy tín, có thâm niên lâu năm trong cái lĩnh vực. Cái thứ ba thì bạn nên chọn những cái dòng sản phẩm có cái tính phổ biến cao toàn cầu, dễ tra cứu, dễ sử dụng. Để chọn được cái giá tốt thì cũng không phải là quá khó khăn. Cách đây khoảng 5 năm thì cái giá máy điện giải ở Việt Nam thì nó tầm khoảng 100 triệu. Nhưng mà hiện nay thì có nhiều cái thương hiệu máy điện giải uy tín với cái giá là vừa phải, dễ chấp nhận. Thì hiện nay cái giá máy điện giải ion kiềm mà tốt nhất thị trường thì các bạn có thể tham khảo một cái dòng máy thì nó khoảng tầm cỡ từ 20 cho tới 30 triệu. Đó là cái dòng máy mà tốt nhất hiện nay. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ từ ông Lê Đức Phú và hy vọng rằng với những thông tin mà chuyên mục vừa mang đến thì quý thính giả đã hiểu rõ hơn rất nhiều về máy điện giải tạo nước đa năng cũng như là tìm ra cho mình một biện pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống với nước điện giải ion kiềm. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang sống khỏe ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và đặc biệt xin được cảm ơn nhãn hàng máy điện giải nước ion kiềm Panasonic và Thế giới điện giải đã đồng hành cùng chuyên mục. Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ người dân cao nhất thế giới trong hàng thế kỷ qua. Bí quyết cực kỳ quan trọng giúp người Nhật trường thọ và khỏe mạnh đó là uống nước điện giải ion kiềm mỗi ngày. Nguồn nước ion kiềm quý giá này là thành quả khoa học vĩ đại của các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản suốt hàng thập kỷ. Năm 1965, Bộ Y tế Nhật ra thông cáo dược phẩm số 763 khuyến khích người dân sử dụng nước điện giải ion kiềm để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Nước ion kiềm góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, gút, cao huyết áp, đau dạ dày, viêm đại tràng và nhiều bệnh khác. Thế giới điện giải tiên phong mang đến nhiều giải pháp công nghệ nước ion kiềm tiên tiến để bảo vệ sức khỏe người Việt. Máy điện giải nước ion kiềm Panasonic được sản xuất 100% tại Nhật Bản. Panasonic là tập đoàn điện tử quốc tế với hơn 150 tuổi, cam kết mang đến chất lượng nước uống chuẩn Nhật Bản. Thế giới điện giải phân phối chính hãng máy điện giải tạo nước ion kiềm Panasonic tại hệ thống showroom khắp 3 miền. Hotline 0909 192 102, website thegioidiengiai.com.